Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi 14/7/2019 thì tôi mời các bạn đến thăm tòa soạn của tờ Thời báo.de tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và từ đây, từ chỗ làm việc của tôi ở đây và bên cạnh là những cái người phóng viên khác thì chúng tôi luôn tường thuật và tìm hiểu những thông tin để cung cấp cho người Việt Nam trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi cũng biên dịch và tổng hợp những thông tin từ báo chí của quốc tế, báo chí nước ngoài để liên tục đưa lên cộng đồng chung toàn châu Âu, những người Việt Nam sinh sống ở Đức cũng cùng biết được cái thông tin đó. Bởi vì như các bạn cũng đã biết, những người Việt Nam sang Đức và sang châu Âu, họ rất bận rộn với công việc kinh doanh của mình. Không phải ai cũng lại có điều kiện để hiểu tiếng Đức, hiểu tiếng Anh để có thể tự tổng hợp thông tin và hiểu biết về vấn đề đó. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin nói về vấn đề là chính phủ Đức đã cấp quy chế định cư và điều động lực lượng an ninh bảo vệ nhà báo Lê Trung Khoa ra sao. Các bạn đang có mặt ở ngay cái tòa soạn của tờ Thời báo.de, và tại đây hàng ngày có lực lượng an ninh của Đức đến để tuần tra, để tìm hiểu xem có những cái đối tượng nào đe dọa hoặc là có những cái nguy cơ nào đối với tờ Thời báo này. Bởi vì các bạn đã biết, ở Đức là một thể chế tự do và dân chủ. Ở đây về mặt pháp quyền được tôn trọng một cách triệt để, và đặc biệt là tự do báo chí thì được đưa lên hàng đầu, được ghi vào hiến pháp của nước Cộng hòa Liên bang Đức và của các nước ở châu Âu. Sau cái bài tường thuật vừa qua thì chúng tôi cũng đã có nhiều câu hỏi của các bạn được gửi đến, và để giải thích câu hỏi đó thì tôi xin đưa ra cái thông tin về việc là chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã cấp quy chế định cư cho tôi là nhà báo Lê Trung Khoa rồi. Và đây các bạn xem cái thông tin. Đây là hình ảnh đây là hình ảnh của cái cơ chế định cư mà dài hạn chính phủ Đức đã cấp tạm thời, trong thời gian khi mà sứ quán Việt Nam không chịu đổi hộ chiếu cho công dân của mình thì phía Đức đã cấp ngay, và đấy là cái điều mà một nhà nước pháp quyền vẫn làm cho các công dân của mình. Đấy, các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh của tôi và định cư vô thời hạn, và bên cạnh đấy là một cái tờ màu xanh, đó là cái tờ của phía Đức. Với cái tờ này thì tôi đã hỏi Sở Nội vụ Đức thì họ nói rằng là ngài có thể đi bất cứ nước nào ngài muốn, xuất nhập cảnh Đức thoải mái, các nơi thoải mái, kể cả về Việt Nam cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên thì họ cũng không khuyến cáo tôi về Việt Nam trong thời điểm này, bởi vì khi Việt Nam đã có những cái thái độ mà không hợp tác với công dân của mình, không phục vụ công dân của mình, thì cái việc về Việt Nam trong lúc này là khá nguy hiểm. Ở chỗ là chúng tôi đăng những tin sự thật, và những cái điều sự thật đó nhiều khi đụng chạm đến rất nhiều những cái người cán bộ quan chức cấp cao trong nước hiện đang công tác và cả những người đã về hưu. Đó là cái điều mà chúng tôi cần phải cân nhắc nếu về Việt Nam. Và đây là cái giấy định cư của chúng tôi ở Đức lâu dài, và sau đó sẽ được chuyển sang một cái dạng khác có bìa cứng hơn. Và đây là các bạn đã biết. Thì tất nhiên là hộ chiếu Việt Nam của tôi vẫn còn. Ở đây, hộ chiếu Việt Nam của tôi vẫn còn màu xanh. Để các bạn nhìn thấy xem. Đây, màu xanh rất rõ ràng, Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Và đấy, hộ chiếu. Và tất nhiên là hộ chiếu này thì đã không còn hạn nữa. Bởi vì là đây hộ chiếu của tôi đây, và hộ chiếu này không còn hạn nữa, bởi vì là cuối năm vừa qua thì sau khi mà tôi đề nghị xin đổi hộ chiếu theo như một cái quyền công dân bình thường thì ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã không cấp đổi hộ chiếu cho tôi. Và ngoài ra đến kỳ nhiệm kỳ 2 của ông là đại sứ Nguyễn Minh Vũ, ông ta mới sang, nhưng ông ta cũng không chịu cấp đổi cho công dân của mình là công dân Lê Trung Khoa. Và điều đó là đã vi phạm hiến pháp Việt Nam một cách trầm trọng, bởi vì khi mà không có bất cứ một cái bằng chứng, không bất cứ một cái vấn đề gì về mặt hình sự hay về mặt tội phạm thì cái việc mà công dân Việt Nam đổi hộ chiếu là hết sức bình thường. Đấy, nhưng mà hiện nay sứ quán Việt Nam tại Berlin là luôn luôn từ chối cái điều này, và họ lẩn tránh cái điều này. Và tất nhiên cái việc này là chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin, tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục hỏi ông đại sứ ở Việt Nam ở Đức, cũng như là cái quan chức cấp cao ở trong nước, tổng cục lãnh sự và những thông tin và những người khác. Và tất nhiên là sau khi chúng tôi phản ánh cái việc mà chúng tôi đăng tin liên tục về những cái việc là vụ bán bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh ở Đức, về xe VinFast tại đã đưa cái công nghệ và không được kiểm tra chất lượng độc lập như là trong các tờ báo ở trong nước họ đã tung hô trước đó cho công ty VinFast, mà nơi ông Phạm Đăng Phượng đang có cái cổ phần rất là lớn ở đó, thì chúng tôi gặp rất nhiều nguy hiểm và đã bị đe dọa, dọa giết, dọa cắt cổ và dọa đủ thứ. Thì đây là văn phòng của tờ Thời báo, và xung quanh văn phòng này thì luôn luôn được sự bảo vệ 24/24 của cảnh sát Đức. Và các bạn xem một số cái hình ảnh này là chúng tôi trích xuất ra khi mà cảnh sát đến để hỏi và để xem có vấn đề gì không. Đây hình ảnh mà các bạn thấy. Đấy, đây là văn phòng của tôi, và các bạn thấy ngay ở chỗ cái sau lưng tôi đấy là những cái bức tranh, mà các bạn cũng đang thấy những bức tranh đằng sau này. Đấy, đấy là như thế.
thì đây là văn phòng của tôi. Và cảnh sát hàng ngày họ đeo súng vào, họ đeo súng vào và bao giờ đi khoảng 2 người, ít nhất là 2 người, họ đem súng vào, họ kiểm tra các những cái người ở xung quanh, những cái xe cộ, những cái xe phương tiện mà có biển số lạ, đặc biệt là biển số bên Ba Lan hoặc là biển số bên Cộng hòa Séc hoặc là bên Slovakia thì được kiểm tra rất kỹ. Và tôi nhớ rằng có một lần khi mà tôi rời khỏi văn phòng này vào lúc 10 giờ đêm, khi mà ra phải đến chỗ đỗ xe thì bên cạnh xe tôi có một người nước ngoài đi xe biển Ba Lan đang đứng đó lấp ló ở đó. Thế là lập tức những người cảnh sát này áp tải tôi từ văn phòng này ra chỗ đỗ xe luôn. Và đồng thời khi tôi vừa lên xe xong rồi thì họ ra quay ra họ kiểm tra giấy tờ ngay lập tức cái người có biển số xe Ba Lan kia. Và tôi không biết là cái người đó có ý định gì hay làm hay có hậu quả thì không thì tôi không biết, bởi vì sau đó tôi đã đi về. Thế còn cái người cảnh sát an ninh này của Đức là họ tiếp tục kiểm tra giấy tờ của những người kia. Thì đấy là cái điều mà nước Đức luôn luôn làm để bảo vệ cái tự do báo chí, bảo vệ tự do ngôn luận và không để cho những thế lực ở nước ngoài, đặc biệt là những thể chế độc tài, thể chế cộng sản độc tài, họ có thể làm những cái điều mà đe dọa những cái người đang định cư sống tại Đức. Thì hiến pháp và pháp luật Đức luôn luôn nghiêm minh và trừng trị với những cái người như vậy. Đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ ràng ở trong khu văn phòng của tôi, và cảnh sát hàng ngày nhiều lần trong ngày, bất cứ lúc nào mà ngay cả cái lúc mà tôi tường thuật trực tiếp cho các bạn này cũng có thể bất ngờ họ vào trong văn phòng này và họ sẽ hỏi và họ sẽ có những câu trao đổi. Nhưng mà cái thông tin mà khi họ đến thì chúng tôi không thể biết được. Đấy thì các bạn phải cũng có thể gặp may thì họ đến thì các bạn gặp, còn không thì không phải lúc nào họ cũng nói rằng là không phải lúc nào chúng tôi cũng mặc quân phục như vậy. Và có thể có những người ta đứng bên ngoài đường hoặc là cạnh những cái chỗ khu văn phòng này họ mặc thường phục thôi. Thế nhưng mà cũng rất nhiều trường hợp ở trong cái khu trung tâm thương mại Đồng Xuân này là họ mặc thường phục nhưng họ đã rút thẻ cảnh sát ra, họ kiểm tra ngay giấy tờ của những người lạ hoặc là bắt một số cái người mà buôn bán những cái thứ hàng mà không được phép, và đặc biệt là bảo vệ an ninh cho cái tờ Thời báo chấm đê của chúng tôi. Thì đây là cái thông tin mà các bạn nhìn thấy. Và ngoài ra, ngoài cái thông tin đó ra thì các bạn thấy có những cái hình ảnh thêm mà những cái người ở đây chắc chắn là những các bạn tìm hiểu sẽ thấy. Đây là xe cảnh sát, xe an ninh Đức, họ đỗ bên ngoài. Họ đỗ như thế này, họ đỗ ngay dưới cửa sổ của tôi ở văn phòng này thôi. Họ trực ở dưới này, giống như trực ở trong tức là bảo vệ các đại sứ quán. Thì đây là xe, những cái chiếc xe như thế này ấy, là xe bảo vệ. Đây tôi đi xí sát vào cho các bạn xem. Và không phải là xe cảnh sát tuần tra đường phố. Đấy, một cái nó khác nhau ở chỗ đấy. Tức là cảnh sát đường phố thì nó dùng xe khác và quân phục khác. Còn đây là bảo vệ, tức là nó gọi là Objektschutz tiếng Đức, tức là bảo vệ cái những cái cơ sở quan trọng của Đức, như là phủ thủ tướng, phủ tổng thống, các tòa đại sứ của các nước trên thế giới đặt ở Đức. Đương nhiên là chỉ những cái nước mà có cái tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn, như đại sứ quán Mỹ, đại sứ quán Anh, đại sứ quán Pháp và một số đại sứ quán các nước khác. Còn những vị cảnh sát này là họ mặc quân phục riêng và họ chuyên đi bảo vệ những cái người mà ví dụ như bà thủ tướng Đức Angela Merkel, ông tổng thống Đức Steinmeier hoặc là nhiều cái vị bộ trưởng khác của Đức thì cũng được những người như này bảo vệ. Thì hiện nay tôi và tờ Thời báo là đang được sự bảo vệ 24/24 của cảnh sát Cộng hòa Liên bang Đức, và điều này là sẽ rất tốt cho cái việc mà làm truyền thông tại một đất nước tự do và dân chủ như Cộng hòa Liên bang Đức, sẽ không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Và khi những cái người nào có ý đồ như vậy, ngay cả trong những cái comment của khi mà tôi đăng về vụ xe VinFast thì cũng thấy một số người nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng sẽ thuê mafia từ Ukraine sang để giết hại nhà báo, giết hại tôi. Thì cái điều đó thì cũng chúng tôi cũng đã đề phòng và chuẩn bị với việc đó, là cái việc mà làm việc của công an Đức, của an ninh Đức đối với họ. Đây thì đây là cảnh sát Đức đây, và họ chuyên bảo vệ, và bất cứ lúc nào mà không những phải bảo vệ ở trong những cái nơi mà chúng tôi làm việc, mà họ bảo vệ cả nhà riêng nữa. Đấy thì các bạn, những cũng như vị cảnh sát này, an ninh này, họ mặc đeo súng và họ đi tuần tra ở căn hộ của tôi. Tức là khi mà tôi về nhiều buổi tối, tôi về muộn, tôi thấy họ bắt đầu đi vào trong những khu hành lang, lên tầng xuống tầng, rồi ra thang máy xuống thang máy, tìm mọi ngõ ngách có thể là họ tuần tra, mà họ tuần tra là không có lịch, tức là họ nói là không có lịch, là bất chợt. Đấy thì đấy là cái điều mà rất là quan trọng khi mà nước Đức, bộ phận hành pháp họ tiếp tục để bảo vệ cái đất nước Đức tránh khỏi cái vụ án như vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thành vừa qua, đặc biệt là với báo chí Đức thì càng phải coi trọng. Và những cái việc mà bảo vệ đó không phải chỉ dành cho tờ Thời báo ở đây khi mà tôi ở đây, mà ngoài ra còn có những cái bảo vệ khi mà tôi di chuyển, tức là di chuyển đến những cái nơi, cái vùng nào mà tôi làm việc hoặc là được mời về những hội nghị báo chí chẳng hạn. Ví dụ như đây các bạn nhìn thấy trong những live stream trước tôi cũng chia sẻ là có một có
Cách đây khoảng ít tuần thì tôi có đến Hamburg, thành phố Hamburg để dự một hội nghị báo chí lớn hàng đầu của nước Đức, gồm có gần hơn 600 nhà báo Đức có mặt. Và tôi cũng có cái báo cáo trong cái hội nghị đó về vấn đề là tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam, cũng như là vấn đề mà các Facebook, những người sử dụng Facebook tại Việt Nam đã bị khóa, bị chặn bất hợp pháp như thế nào dưới cái lực lượng của dư luận viên của đảng, được cho rằng là của Đảng Cộng sản, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, để dựng ra để chửi bới, để ngăn chặn và để phá. Thì tôi đã có cái báo cáo trong đó cùng với cả ông Daniel Mockbooker, tức là ông này là làm chuyên trách cho tổ chức phóng viên không biên giới tại Cộng hòa Liên bang Đức, đã cùng tôi làm cái hội thảo này hơn một tiếng đồng hồ, và cuộc hội thảo rất thành công. Báo chí Đức và nhiều người Đức đã biết cái việc đó tại Việt Nam, đó là Facebook tại Việt Nam đã bị lợi dụng ra làm sao, và cụ thể những trường hợp như của tôi trước đó. Và khi đi những hội nghị thế này thì chính phủ Đức cũng đều cử những lực lượng an ninh đi, để khi đến đó thì họ điều động lực lượng an ninh tại thành phố đó đến để xem xét, để kiểm tra xem là mọi cái an toàn hay không, kể cả trong hội nghị của Đức. Thì đấy là cái tiền mà cái điều kiện là mà chúng tôi được hưởng cái điều đó. Và ngoài ra sắp tới chúng tôi cũng sẽ có cái hội nghị ở Leipzig rất lớn, và tại đó tôi cũng sẽ trình bày về cái tự do báo chí tại Việt Nam tại hội nghị đó, bởi vì phía Đức họ rất mong muốn có những thông tin sự thật từ Việt Nam, chứ không phải họ chỉ nghe những quan chức ngoại giao Việt Nam nói, không chỉ phải chỉ xem những tờ báo Việt Nam đăng, mà họ cũng rất biết, bởi vì là họ cũng từng trải qua cái thời kỳ đen tối của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, nơi mật vụ và an ninh gọi là Stasi luôn luôn theo dõi người dân, đe dọa người dân và bắt giữ người dân, đánh đập hoặc là thủ tiêu người dân. Thì đấy là cái điều mà họ luôn luôn phòng tránh, và cái việc mà nhà nước Việt Nam khi làm đối với tôi là không đổi hộ chiếu cho ông Lê Trung Khoa, thì đấy là một cái bằng chứng rất rõ ràng cho cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam là tự nhiên đặt thành thù địch của nhân dân, thành người thù địch của những cái người mà viết báo chí tự do như chúng tôi, và đặt họ tự đặt họ thành cái dạng như vậy. Thì đương nhiên đấy là cái bằng chứng để an ninh Đức luôn luôn theo dõi và bảo vệ thêm tốt hơn nữa cho những người làm báo ở Đức, hoặc là những người viết blogger ở Đức như chúng tôi. Và các bạn cũng đã biết, ngoài cái việc đấy ra thì trước đây cũng đã xảy ra cái vụ việc mà an ninh Đức cũng không ngờ rằng Việt Nam có thể làm, đó là việc ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã từng đã sang Slovakia và gặp ông Kaliňák, lúc đấy là thủ tướng, và tức là ông Kaliňák lúc đấy là bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đấy, Kaliňák Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia, và ông ta đã có những cái hợp tác với nhau về mặt nội vụ. Đấy. Và nội vụ như vậy ấy, thì có nghĩa là ông Kaliňák là bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đấy. Thì ông ta đã có những cái việc mà giúp ông Tô Lâm trong cái thời gian mà mượn máy bay để bắt các ông Trịnh Xuân Thanh. Đấy, thì điều đó là cũng đã vi phạm nghiêm trọng cái hiến pháp và pháp quyền của châu Âu, và cũng là cái lợi dụng lòng tin của Slovakia. Và hiện nay bản thân chính phủ Slovakia vẫn tiếp tục điều tra về cái vụ việc ông Tô Lâm tại Slovakia cùng với cả 12 cán bộ của Bộ Công an Việt Nam trên chiếc máy bay đó, để họ có danh sách, và chúng tôi đã công bố rồi là danh sách gồm có 12 người, gồm ông Tô Lâm, ông Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ông Trung tướng Lê Anh Dũng cũng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, phụ trách về công tác tình báo, cũng như là nhiều người khác nữa ở trong cái danh sách đó. Thì họ đang tiếp tục điều tra, ngay cả ông Tô Lâm cũng vậy. Thì cái tương lai chính trị của ông Tô Lâm như vậy là rất mờ mịt, đặc biệt là với cái hợp tác quốc tế. Và khi mà tôi đưa những thông tin này ra thì tất nhiên là chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì những cái người mà mật vụ an ninh Việt Nam như vậy, họ sẵn sàng có những cái biện pháp thủ tiêu hoặc là ám sát hoặc là nhiều biện pháp khác. Chính vì vậy mà phía Đức càng phải cảnh giác hơn trong cái việc mà đưa những cái thông tin của tôi ra ngoài, hoặc là họ bảo vệ cái nơi mà đang là cái tờ báo, thời báo .de, nơi đang có cái tờ báo này. Và đấy, các bạn xem một lần nữa, xem hình ảnh của an ninh Đức, họ thường xuyên vào đây và thường xuyên để tuần tra và xem xét những cái hoạt động ở đây, là các bạn đã biết đấy. Và các bạn cùng xem thêm một cái hình ảnh nữa mà tôi cũng đã trích xuất ra, đó là hình ảnh của chiếc xe của công an Đức, an ninh Đức đã có mặt ở đây để luôn luôn đỗ ở dưới đường dưới kia để tiếp tục là tuần tra và bảo vệ pháp quyền cho Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra là phía Đức cũng lập tức, đây các bạn cũng xem, phía Đức lập tức là cấp cái tư cách là quy chế định cư cho tôi vào đây, thì các bạn đã xem. Đây, quy chế định cư thì xem rất rõ đây. Đấy, dạ vâng, các bạn xem. Đây là quy chế định cư lâu dài. Thì như vậy là thông báo để các bạn cùng biết
cái điều đó để các bạn yên tâm trong cái việc này. Đấy. Và vâng, đây là cái tường thuật rất là cũng ngắn gọn để nói về cái việc mà chính phủ Đức đã cấp quy chế định cư và điều động lực lượng an ninh đã bảo vệ nhà báo Lê Trung Khoa như thế nào trong thời gian vừa qua, khi trước những cái đe dọa từ trong nước, trước cái đe dọa từ nhiều nơi. Và các bạn cũng vừa xem chứng kiến hình ảnh trực tiếp khi chúng tôi đưa hình ảnh của những an ninh Đức cũng như là những cái bảo vệ của vòng ngoài của họ đối với tôi. Và ngoài ra có nhiều cái biện pháp bảo vệ khác nhau nữa mà không thể tiết lộ và không thể nói ở trên cái chương trình truyền hình này được. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng nhà nước Đức là một nhà nước pháp quyền và họ tôn trọng nhân quyền cũng như tôn trọng, đặc biệt là tôn trọng tự do báo chí, tự do biểu đạt. Và hy vọng rằng Việt Nam thông qua cái việc này sẽ không có ý định, không nên có những cái ý định xấu đối với cả những cái người viết những cái tờ báo ở nước ngoài, và đặc biệt là với những người mà không cùng chính kiến với mình, thì họ hãy chấp nhận, Đảng Cộng sản hãy chấp nhận cái việc có những cái tiếng nói khác nhau để cho một đất nước càng ngày càng phát triển hơn, và đặc biệt có thể mở rộng ra các thành phần đảng phái để cho Đảng Cộng sản cũng như các đảng khác cùng cạnh tranh lành mạnh như nước Đức. Tức là ai có nhiều phiếu, ai dân bỏ phiếu cho ai nhiều thì người đấy lên làm lãnh đạo. Còn có như vậy thì đất nước Việt Nam của chúng ta mới hùng cường, giàu mạnh, và như vậy mới chúng ta mới có thể vững mạnh trước Trung Quốc và không sợ bị Trung Quốc ăn hiếp như hiện nay ở ngoài đảo, ở bên đảo biển ở Biển Đông. Vâng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ ngay văn phòng của Thời báo.de Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 14 tháng 7 2019, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Cảm ơn các bạn, và các bạn hãy nhớ bấm nút theo dõi của Facebook Lê Trung Khoa, Facebook Thời báo.de, YouTube của Thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Và các bạn hãy để lại những câu hỏi hoặc là những cái comment để chúng ta cùng tranh luận ở ngay trong cái livestream này. Và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ. Và chúng tôi xin dừng chương trình thứ nhất ở đây để chuẩn bị 30 phút nữa chúng ta sẽ vào chương trình thứ hai. Đó là chương trình về truyền thông tự do đối diện với mafia và mật vụ Việt Nam tại châu Âu ra sao. Vâng, hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa. Cảm ơn các bạn.